Hàng trăm hộ nuôi cá lóc giống ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang đứng ngồi không yên vì cá lóc giống đạt giá cao kỷ lục, nhưng hợp tác xã vỡ nợ, không rút nước ra khỏi đồng, khiến hàng chục hecta ao cá lóc giống có nguy cơ mất sạch vì nước lũ tấn công tràn đồng gây thất thoát. Gần 10 ngày qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Thuận, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tuyên bố vỡ nợ đã khiến nông dân nuôi cá lóc như ngồi trên lửa. Dù bị nước lũ và nước xả thải gây hại cho các ao ươm nuôi cá lóc giống, nhưng Hợp tác xã lại không bơm rút nước được vì bị cắt điện do nợ trên 500 triệu đồng tiền điện. Ngoài ra, Hợp tác xã cũng nợ bên ngoài trên 3,7 tỷ đồng. Gia đình anh Lê Văn Lộc ở ấp Mỹ Quý, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang khẩn trương thu hoạch cá lóc giống bán đổ bán tháo cho thương lái. Theo anh Lộc, giá cá lóc giống năm nay lên tới 320.000 đồng trên 1 kg, cao hơn cùng kỳ khoảng 100.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, chi phí đầu tư cho mỗi hộ ươm từ 3 đến 4 m2 chỉ khoảng 1 triệu đồng. Sau một tháng, nông dân thu lợi nhuận từ 2 đến 3 triệu đồng. Mong cho nhà nước có cái biện pháp này cho mà rút nước cho bà con đây nuôi, chứ nếu mà để thời gian này là không còn nuôi được nữa. Nếu mà bán được này là không dám thả lợn, là tại vì nước ngập tới rồi. Vận động cho hợp tác xã cũng cố gắng là còn gì cũng phải rút nước cho bà con để mà phục vụ cho bà con, bởi vì nếu mà mình bỏ gì cũng kẹt. Nói chung địa phương rất quan tâm, thì nói chung chỗ địa phương cũng có nhiều lần cũng có mời hợp tác xã cũng trao đổi, thì nói chung những khó khăn hợp tác xã thì nói chung địa phương cũng thấy. Tuy nhiên thì như nãy em nói đó, thì hiện nay nếu mà hợp tác xã mà không rút được thì chỗ xã cũng có chủ trương đó, thành lập những cái tổ để mà rút nước cho bà con. Lãnh đạo huyện Châu Phú cho biết, huyện đã nắm được vụ việc và đang chỉ đạo Điện lực Châu Phú cấp điện trở lại để máy bơm hoạt động tạm thời, sau đó sẽ tính phương án trả nợ. Riêng hợp tác xã sẽ tiến hành giải thể và huyện sẽ tìm đơn vị mới phục vụ tưới tiêu cho bà con.